Giữa thành phố tấp nập và hối hả, vẫn còn hiện diện đâu đó một tấm bảng hiệu vẽ tay, cũng ít nhiều gợi nên những cảm xúc hoài cổ. Nhưng giữa thời vàng son của công nghệ đồ họa hiện đại, vẫn còn những người sử dụng cây cọ, lò sơn để tạo nên những tấm bảng hiệu bằng phương pháp thủ công truyền thống. Lớp 8, tôi hay đi ngang qua con đường Phan Đình Phùng, ngang ngôi nhà vẽ Hoa Huệ, đứng xem ông họa sĩ Hoa Huệ, ông vẽ tranh như vẽ quảng cáo. Thì ông nhìn thấy tôi mới nói con thích vẽ hả? Nếu con thích vẽ thì lúc nào con rảnh con ghé đây, chú sẽ dạy con học vẽ. Rồi ngoài họa sĩ Hoa Huệ, tôi còn có một người thầy nữa là họa sĩ Vũ Trọng Hợp. Họa sĩ Trọng Hợp là anh em kết nghĩa với ba tôi, coi như hai họa sĩ đó dìu dắt tôi trên con đường hội họa. Khi đến với căn nhà nhỏ nằm trên đường An Dương Vương, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, họa sĩ Hoài Minh Phương vẫn tiếp tục công việc với cọ sơn mỗi ngày, dù ông đã gần 70 tuổi. Vẽ bảng hiệu là công việc mà người họa sĩ già chọn làm phương kế mưu sinh từ khi còn trẻ. Giờ đây, ông vẫn không thôi gửi gắm hoài niệm cho những nét vẽ mộc mạc hơn 30 năm qua. Tôi theo nghề vẽ này cũng gần 30 mấy năm. Rồi sau ngày giải phóng, tôi phải đi làm cơ quan. Sau này cơ quan tôi giải thể, tôi mới ra ngoài mướn mặt bằng để mở phòng vẽ. Cái năm mà thịnh hành nhất là năm 90, rồi bắt đầu có máy in với lại máy cắt rời tranh, là nghề vẽ này cũng lâm vô hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà tôi cầm cự đến ngày hôm nay. Có mấy đứa con nói thôi ba ơi, ba già rồi, thôi ba về Lâm An đi, tụi con phụng dưỡng. Mình còn làm được thì mình cứ làm, khi nào mình không làm nữa thì mình phải đành buông bỏ. Khi công nghệ in ấn kỹ thuật số phát triển, nhiều người chuyển sang dùng bảng hiệu điện tử, thì nghề vẽ của ông dần dần bị nhiều người lãng quên. Thế nhưng ông vẫn quyết tâm gìn giữ công việc yêu thích của mình. Đa phần khách hàng nhà ông Phương vẽ bảng hiệu bây giờ là những người ngưỡng mộ những nét vẽ tài hoa mà mộc mạc chân phương của người họa sĩ. Có người nhà ông vẽ bởi người ta quý trọng một con người đang gìn giữ một nghề xưa cũ. Ngoài ra, ông Phương còn thích ngâm thơ, một đam mê từ nhỏ của ông. Nếu khách hàng nào có yêu cầu, ông có thể vẽ thêm lên bảng hiệu vài câu thơ do ông sáng tác. Ngõ về mưa lầm nước vai em, sao xuyến hồn anh tròn ngồi. Tình nhớ trong mưa chiều kỷ niệm ngậm ngùi nghe nát vỡ. Trong cuộc sống cứ gì mà mình thấy vui, thấy tâm hồn mình bình an là hạnh phúc rồi. Tại vì tiền tài nó không phải là tất cả. Nếu mấy em nào đam mê vẽ, tôi rất là quý trọng, tại vì vẽ nó cũng là một cái nét văn hóa. Tuy đời sống có hơi khó khăn một chút, mà mình thấy sống mà mình thấy lòng mình thanh thản là hạnh phúc rồi. Ngày nào cũng thế, đi hết nốt trầm rồi lại tới nốt thăng. Những năm gần đây, do có những người yêu chuộng phong cách Sài Gòn xưa, nghề vẽ biển hiệu thủ công đã được hồi sinh. Nắm bắt trào lưu kiểu chữ xưa quay trở lại, anh Nguyễn Hoài Bảo đã mở ra cửa tiệm Một Mình Làm Hết năm 2018 tại đường Cách Mạng Tháng 8, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Đầu những năm 90 thì bố tôi có mở cái phòng vẽ ở tỉnh. Thì những cái ngày mà tôi đi học á, thì tôi cũng có theo bố tôi biết cầm cọ, pha màu. Thì tới năm tôi 13 tuổi, là năm đó tôi học khoảng lớp 7, thì lúc đó tôi đã dần dà quen được
cái công việc nó cũng thuần thạo, buổi đi học buổi đi phụ tiếp cha tôi làm cho tới bây giờ luôn, vì cái đam mê về cái những cái bản quảng cáo hồi xưa tôi thấy trong lòng tôi nó rất là thích, cho nên tôi quyết tâm và cầm cọ mà vẽ. Tại đây, anh trưng bày và in ra những mẫu biển hiệu mà anh đã sáng tạo để khách đến tiệm có thể yêu cầu kiểu chữ hoặc phong cách của biển hiệu theo phong cách xưa. Đây cũng là nơi để anh Bảo thỏa sức khám phá, phác thảo trên máy tính những mẫu biển hiệu quảng cáo có 102 để anh múa cọ sáng tác. Đối với tôi thì cái nghề này là cái việc tiên quyết đầu tiên là phải đam mê. Đam mê dữ dội lắm mới có thể là đeo đuổi theo cái nghề này được. Tại vì một cái bản hiệu là nó rất là nhiều công đoạn, nhưng mà tính ra một ngày công thì nó chẳng là bao nhiêu hết trơn á. Mình phải làm với lại cái tâm gọi là chân thành. Tính về cái vấn đề mà tiền thì nó không có đủ để mà mình trang trải cái cuộc sống. Cái này là làm với cái đúng là về cái tình yêu nghề và cái đam mê luôn á. Theo nghề 3 năm qua, anh Bảo đã thực hiện nhiều đơn đặt hàng từ những người muốn tạo dấu ấn riêng cho cửa hàng, cho thương hiệu hoặc bản hiệu của họ. Khách hàng bây giờ người ta rất là chú trọng về cái sản phẩm mà bản hiệu, mà đặc biệt là những cái quán cà phê mà hồi xưa rồi này kia. Cái việc mà làm ra những cái bản hiệu giống như hồi xưa đó, thì nó lại là điều tiên quyết của người ta. Nhưng mà khách hàng bây giờ người ta rất là cầu kỳ ở cái chỗ là những cái bản hiệu vẽ tay bây giờ người ta phải chọn cái mẫu hoặc là người ta yêu cầu thiết kế riêng. Tùy theo kích thước và chi tiết đơn giản hay phức tạp mà thời gian làm biển hiệu dao động từ 5 đến 7 ngày. Mỗi bức có giá từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng. Tùy theo cái kích thước cũng giống như mẫu mã, nhưng mà nó dao động từ 700 tới 1 triệu đồng một mét. Cái công đoạn thì nó phải qua cái trước tiên là mình phải hàn khung. Thứ hai là phải bấm ton và gõ cái cạnh ton để cho nó đừng có sắc bén. Cái thứ ba nữa là mình phải sơn nền. Mà sơn phải sơn hai lớp nền. Thứ tư là mình lên cái market chữ, mình phóng bằng viết lên trên bảng và mình sẽ sơn chữ. Thì những cái công đoạn đó nó phải trải qua cái việc là phải khô sơn hẳn, mình mới làm qua cái công đoạn khác. Những bản hiệu vẽ tay độc đáo cũng là một tác phẩm nghệ thuật bằng phương pháp thủ công, mà từ đôi tay sáng tạo, tình yêu nghề, yêu cái đẹp, từ họa sĩ lão thành đến sự tiếp nối của các bạn trẻ, đã góp phần tạo nên một hình ảnh đẹp mang nét văn hóa bản địa xưa độc đáo ngay giữa đô thị hiện đại.